một pháo tự hành M109 của IDF tại cao nguyên Golan. Ảnh. Vào hôm qua, 6.7, Isdia tuyên bố nước này đã tấn công một tiền đồn của Syria nhằm đáp trả việc nhiều quả đạn pháo từ khu vực tiền đồn này bay về khu vực mà IDF đang kiểm soát tại cao nguyên Golan. Những quả đạn pháo nói trên đã rơi xuống vùng đệm nằm gần phần cao nguyên Golan Isdia ở chiếm đóng và không gây ra thiệt hại nào. Nhận định rằng các quả đạn pháo lạc hướng này dường như đến từ các trận chiến giữa quân đội chính phủ Syria và phiến quân trong khu vực. Tuy nhiên, vẫn quyết định phải đáp trả để cảnh báo Damascus. Theo Reuters dẫn các nguồn tin từ lực lượng thân chính phủ, không có ai bị thương trong cuộc tấn công tiền đồn do Tel Aviv tiến hành. Được biết, cuộc tấn công nói trên xảy ra trong bối cảnh chính phủ được cho là đã đạt được một thỏa thuận ngừng bắn với một số nhóm phiến quân tại tỉnh Deir. Theo đó, các tay súng đồng ý giao nộp các vũ khí hạng nặng và để quân đội nắm quyền kiểm soát các điểm kiểm soát dọc biên giới với Jordan. Ngoài ra, thỏa thuận này còn cho phép các phiến quân giao nộp toàn bộ vũ khí để tham gia chương trình ân xá của Damascus. Theo Sana, nếu không muốn giao nộp vũ khí, các tay súng vẫn có thể rời các khu lãnh thổ do chính phủ kiểm soát.